xin em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ chớ em lại gió lướt qua nhàn để anh đọng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào quá khó để chăm lo một người con gái em nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghe quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai trong cách nắm tay một người mà quên đi hoang cánh trước mắt là tang. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em trai nợ cứu mang một đầu hồng thương anh đôi vai phải chịu nhiều gánh vác giờ.